Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2022. Sáng sớm trời có chút âm u nhưng sau đó có nắng đẹp trở lại và nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức từ 23 đến 27 độ C. Còn thời tiết ngày mai 4 tháng 1. Dự báo ngày mai khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa rải rác, trời âm u, nắng gián đoạn. Riêng khu vực miền núi, chiều mai có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, trời nắng yếu, có lúc có mưa nhỏ. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ, có mây, ngày nắng nhẹ, có mưa rào vào sáng sớm. Thị trấn Ba Tơ, ngày có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ và mưa rào. Lý Sơn, ngày nắng, nhiều mây. Thời tiết nông vụ. Hôm nay đã là mùng 1 tháng Chạp. Thế là sắp đến Tết cổ truyền dân tộc. Các chủ nhà vườn trong tỉnh đang tất bật lo vụ hoa Tết. Một trong những loại hoa đang được ưa chuộng mấy năm gần đây là hoa ngũ sắc. Là loại cây sinh trưởng khỏe, gieo hạt sau 60 đến 70 ngày thì cây sẽ ra hoa. Trời đang tạnh ráo, thời điểm rất hợp để tập trung chăm sóc hoa ngũ sắc. Theo kinh nghiệm, để hoa ngũ sắc nở đều, đẹp, bà con cần làm đất kỹ, phải tơi xốp, tưới đủ nước, bón phân đúng lượng, bấm ngọn đúng thời điểm. Nhiều hộ còn có kỹ thuật tạo dáng bonsai lạ mắt cho cây ngũ sắc để bán ra thị trường với giá cao trong dịp Tết. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu, cường độ gió đông bắc trên khu vực phía bắc và giữa biển đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vẫn ở mức cấp 6, cấp 7. Tình trạng biển động vẫn còn. Sang đến ngày 5 tháng 1, sức gió trên khu vực này chỉ còn ở mức cấp 4 đến cấp 5. Gió nhẹ và biển êm thuận lợi cho các hoạt động ra khơi của bà con ngư dân. Khu vực Nam Biển Đông, ngay từ đêm nay, cường độ gió đông bắc sẽ hạ còn mức cấp 5. Từ ngày 5 tháng 1 trở đi, sức gió sẽ giảm thêm chỉ còn cấp 4. Tuy gió không mạnh, nhưng mưa rào và dông vẫn tiếp diễn, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngư dân cần hết sức lưu ý đề phòng. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 11 tháng 1, khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 1, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, trời rét cả ngày với mức nhiệt duy trì từ 12 đến 22 độ C. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Đà Nẵng có mây, mưa vài nơi, lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng, hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 741 743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.